Cũng trong sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo huyện Tiên Lữ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hưng Yên, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Tiên Lữ cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, tiền thân là trường cấp 3 Thiện Phiến, được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1979. Năm 1997, trường được đổi tên thành Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trường có hơn 100 cán bộ giáo viên, trong đó 20 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 30 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học cao đẳng hàng năm đạt 65% trở lên. Những năm gần đây, trường luôn duy trì top 200 trường có điểm bình quân thi đại học cao nhất cả nước. Nhiều học sinh đỗ thủ khoa, á khoa vào các trường đại học. Đặc biệt năm học 2018-2019, em Nguyễn Danh Tiến là một trong 7 học sinh cả nước đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học. Gần 500 học sinh của trường đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm học 2013-2014, trường được chính phủ tặng cờ thi đua. Năm 2017, được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nhân dịp này, Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, trong dạy và học năm học 2018-2019.